Hi, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh The Kid. Và hôm nay mình đã quay trở lại và thực hiện một cái video là cuộc thi bóp bột biển. Và cuộc thi này thì nó là ngắn gọn tại vì lý do là khá là ít thời gian, là mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn cách tham gia cuộc thi này. Và bước đầu tiên, các bạn ấn subscribe cho channel của The Kid. Bước thứ hai, các bạn ấn like video này. Và bước thứ ba, các bạn quay video bóp một, các bạn quay video và bóp của mình và gửi về email ra tới người 0607@gmail.com để tránh trường hợp bắt chước. Tại vì khi mà các bạn quay á là nó không có nhìn thấy mặt của các bạn, nên là khi mà mấy bạn kia lấy video đó tải về và đăng lên thì đường link của nó sẽ khác luôn, nhưng mà video này có thể đăng, nên là các bạn phải gửi về email của mình. Và số lượng mình tham gia là cũng có 30 người và có 5 giải, và 5 giải là có 2 giải thích, 1 giải 3, 1 giải gì nhất, nên là các bạn cũng cố gắng và cố gắng để mình tiếp. Tại vì đây là cũng là video chào mừng, chúc mừng được 300 subscribe, nên là mình mới tổ chức được cái cuộc thi như thế này. Và cuộc thi như thế này á thì và nên là có các bạn có thể mua được cái tên mình cũng được, các bạn chắc ra và các bạn trang slam hổ lộn cái tuyến. Và mình sẽ xem phép xét về cách bóp, về cách trang trí và về cách chất lượng video, nên là chỉ cần các bạn có 3 cái đó là các bạn sẽ được tính theo số điểm, và mỗi ý thế này là sẽ được 50 điểm tiền, 3 cái ý là các bạn sẽ được 100 điểm. Nên là khi mà quay video xong rồi thì các bạn nhớ gửi về cho mình và bên mình sẽ xem xét. Và mà quên với các bạn, khi mà các bạn gửi các bạn sẽ kèm theo tên, số điện thoại các bạn, hoặc là những người bạn không biết cách gửi email thì các bạn có thể lên fanpage của Mình Shop để nên là mình muốn cho tất cả các bạn có nhiều bạn đó là có bóp bọc biển lấy view lấy like, nhưng mà bây giờ mình bóp bọc biển mà đăng lên YouTube, có thể các bạn có được view nè, được like và được quà của mình nữa, nên là các bạn thích được món quà. Và bây giờ không chương trình nữa, mình sẽ nói 5 cái giải món quà ấy. Nhưng mà tại vì giờ bữa giờ cho sữa nó chưa có về, để nó về 3 bịch lận, mà tại vì chưa có về về đó nên là nên là bây giờ mình sẽ giới thiệu quà thôi, mình sẽ nói thôi chứ mình không có cầm tay được nhá. Và 2 giải khuyến khích là giải là sẽ mỗi giải sẽ được một hộp slam ba cái bột biển và được cũng được kèm thêm một bịch kim tuyến.
Và giải nhất sẽ là một giải rất là quan trọng. Đó chính là không có cần nhận bột biển hay là không có cần nhận những kiến hay là không nhận bánh, mà là nhận một bộ kit làm slime. Và bộ kit làm slime ấy là bộ kit làm slime cherry gì không ta? Để mình hỏi cái bạn của mình coi là bộ kit đó là làm slime gì nha. Giờ mình chính là một cái làm slime butter slime. Nhưng mà nếu mà bạn Dương Gia Kiệt á, bạn có xem được video clip này á, thì mong bạn thông cảm giúp mình, tại vì mình không thể đưa qua cho bạn hôm nay được, tại vì mình còn bận thi nè, rồi cho sữa chưa có về. Mình chưa có mua chai cho bạn nữa, thấy không, mình bệnh nhờ. Cũng đáng thi à. Bạn đáng chỉ tốt có được. Yes. Đó là bạn nào thi thể gửi đến đường, hãy đến, bạn nào biết gửi mail thì hãy truy cập mail ra tuấnnguyễn0607@gmail.com, hoặc là các bạn vào fanpage của Tuấn Nguyễn Family Shop, nhắn tin và gửi cái đường link của tất cả các bạn và kèm theo tên, xin hỏi và địa chỉ, để khi mà các bạn trúng giải thì mình có thể gửi quà về tận nơi luôn. Và các bạn nên nhớ mình có 3 ý và cách bóp, cách trang trí và cách chất lượng video. Và một cái các bạn được 50 điểm thì 3 cái các bạn được 150 điểm. Còn nếu mà còn giải là thì mình sẽ tính số điểm của các bạn, mình sẽ tính số điểm của từng bạn, là tổng cộng có 50 bạn. Ok, 50 bạn tham gia nha. Nếu mà mình điểm đủ 50 bạn hoặc là dưới 50 bạn thì mình sẽ, để mình xem bữa nay là ngày 2 tháng 5 của mình. 2 tháng 5 thì đến ngày để mình xem, đến ngày 15 tháng 5 là mình sẽ bắt đầu công bố, hoặc là có thể sớm hơn như là 14, 13, 12, 11, 10. Nên là mong các bạn tham gia tích cực. Và bây giờ mình sẽ nói lại 4 giải ấy, 5 giải. Giải 2 giải khuyến khích để được 2 hộp slime butter, và giải nhì, giải ba, một giải ba là sẽ được 2 cái bột biển và một kèm theo một bịch kim tuyến. Còn giải nhì là được một bịch bánh nabati kèm theo 3 bột biển và một cái và một bịch kim tuyến. Và tiếp và giải nhất là một bộ kết là slime butter. Nên là vào cách chơi sẽ sau đây là đó chính là bước 1, các bạn ấn like share cho video này. Bước 2, các bạn ấn subscribe cho kênh Gà Tên Được Kiếp và mời các bạn bè cùng chơi. Và bước thứ 3 là các bạn quay video và gửi về đường link, gửi đường link cho mình vào fanpage Tuấn Nguyễn Family Shop, kèm theo tên, số điện thoại và địa chỉ, hoặc là mail ra tuấnnguyễn0607@gmail.com. Nên là bạn nào có thể tham gia thì hãy gửi liền, có thể mua bột biển của mình về và bóp, quay video để gửi đường link cho mình nha. Tại vì lý do là mình cũng đã nói đầu video, đó chính là tránh việc ăn cắp. Tại vì bây giờ mình sẽ làm mẫu cho các bạn coi nha. Như thế này thì bột biển nó sẽ để trên đây, đúng không các bạn? Thì chắc chắn là sẽ không thấy khuôn mặt của bạn đâu, tại vì các bạn căng với các bạn bóp thì nó thì sẽ không thấy cái bột, không thấy nhìn khuôn mặt mình. Nên là các bạn hãy có thể bắt chước. Đó, mình đã làm mẫu xong rồi. Nên là mong là các bạn gửi về đường link, gửi đường link về fanpage của Tuấn Nguyễn Family Shop hoặc là email. Bạn nào không biết gửi mail thì có thể gửi fanpage, tại vì trên fanpage mình có đăng cái cuộc thi đấy. Nên là bạn nào chưa có hiểu những lời trong video mình nói, thì các bạn có thể lên tận fanpage để các bạn xem thể lệ chơi và thể lệ nhận quà. Và thể lệ nhận quà ship thì các bạn chỉ cần chịu phân nửa thôi, còn phân nửa là mình chịu nhá. Tại vì mấy cái bột biển, mấy kim tuyến, mấy cái bánh đó các bạn, rồi mấy cái bột kit đó nó hơi bị nặng, tại vì cái này là cuộc thi mà, đúng không? Cuộc thi còn mai mốt mình sẽ tổ chức big mini game mừng 400 subscribe, thì lúc đó thì mình sẽ cho các bạn chịu phí ship, mình sẽ chịu phí ship hết. Nên là bây giờ chỉ cần các bạn chịu phân nữa nha. Nên là mong các bạn đồng ý. Và bây giờ video của mình đã được kết thúc. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho mình một like, share và subscribe để Gà Tên Được Kiếp có cơ hội và vinh dự nhận được nút like bạc. Nên là mình xin các bạn hãy cho mình lên nút like bạc đi mà. Nên là
Cảm ơn tất cả các bạn nha. Và bạn nào tham gia thì cứ ấn vào đường link Facebook để có thể xem được thay lại chơi. Còn bạn nào muốn chơi thì quay video gửi về fanpage cho Tuấn Nguyễn Family Shop, hoặc là fanpage hoặc là email cho Tuấn Nguyễn 0607a@gmail.com. Nên là chúc tất cả các bạn may mắn. Và ngày công bố kết quả sẽ là ngày 15 tháng 5 năm 2017. 18. Bye bye. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì hãy ấn cho mình một like, share và subscribe cho channel GTN Kids, để GTN Kids có cơ hội vinh dự để nhận được